Morata muốn tái hiện khoảnh khắc Casillas nâng danh hiệu Euro tiền đạo đội trưởng Alvaro Morata, tham vọng dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, tái hiện hình ảnh huyền thoại Iker Casillas vào năm 2008. Năm 2008, khi Tây Ban Nha chuẩn bị dự Euro và mở ra thời kỳ hoàng kim của đội tuyển, Morata mới chuyển từ Getafe sang đội trẻ Real Madrid. Ở tuổi 15, tiền đạo đầy triển vọng này theo dõi toàn bộ hành trình Tây Ban Nha vào chung kết gặp Đức, nơi đội thắng 1-0 nhờ pha làm bàn kinh điển của Fernando Torres. Khi thủ thành đội trưởng Casillas nâng cao chiếc cúp Henry Zelao này cho nhà vô địch Euro trên sân Old Trafford, Viên, áo ngày 29 tháng 6 năm 2008, Morata ăn mừng cuồng nhiệt cùng bạn bè ở một quảng trường gần nhà tại Madrid. Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ UEFA trước chung kết Euro 2024, khi được hỏi về khoảnh khắc này, Morata đáp, thật tốt khi nghĩ về điều đó và tưởng tượng, hình dung những điều tích cực là điều tốt. Nhưng chúng tôi vẫn còn trận chung kết khó khăn với tuyển Anh rất mạnh. Bạn không thể tưởng tượng, và tôi thậm chí không thể bắt đầu mô tả việc làm đội trưởng Tây Ban Nha, vô địch Euro có ý nghĩa thế nào. Morata lần đầu lên đội tuyển quốc gia năm 2014, là thành viên Tây Ban Nha dự Euro 2016, Euro 2020, World Cup 2022 trước khi được tân huấn luyện viên Luis de la Fuente trao băng thủ quân từ năm 2023. Tuần trước, trung vệ Dani Vivian tiết lộ Morata gần như luôn khóc cuối mỗi trận vì áp lực quá lớn đè nặng lên đội ở Euro 2024. Về chia sẻ này của đồng đội, Morata cho biết anh khóc không chỉ về trách nhiệm với tư cách là thủ quân, mà còn là cảm xúc thuần túy. Tôi tập trung khi trên sân. Khi được thay ra, cứ như thể tôi là bố mẹ của các đồng đội và đang theo dõi họ từ khán đài, tiền đạo 31 tuổi bày tỏ. Tôi chắc chắn rằng bố mẹ Mikel Merino đã khóc khi thấy cậu ấy ghi bàn vào lưới Đức ở tứ kết. Bố mẹ Lermin Ierman cũng khóc khi cậu ấy ghi bàn vào lưới Pháp ở bán kết. Tôi cũng vậy. Đó là tính cách của tôi. Không có gì xấu hổ khi khóc về những điều tích cực. Hy vọng tôi sẽ còn nhiều điều để khóc vào chủ nhật. Vừa sang tuổi 17 hôm qua 13 tháng 7, Lermin Ierman đã là cầu thủ Tây Ban Nha, để lại dấu ấn đậm nét nhất tại Euro 2024. Anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Euro, có 3 kiến tạo trước khi lập siêu phẩm cứa lòng vào lưới Pháp ở bán kết. Nhờ đó, Ierman phá kỷ lục của vua bóng đá, Pele để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận bán kết Euro hoặc World Cup. Morata cho biết anh và toàn đội khuyên nhủ Ierman bằng tình cảm, niềm tin và cố gắng bảo vệ đàn em từ những chi tiết nhỏ nhất. Tiền vệ 31 tuổi ca ngợi Ierman là cầu thủ đặc biệt, giống Nico Williams, Dani Olmo hay bất cứ thành viên nào khác trong đội. Chúng tôi chỉ còn một bước nữa là làm nên lịch sử, sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, anh nói. Trước bán kết gặp Pháp, Morata gây tranh cãi khi tuyên bố không hạnh phúc tại Tây Ban Nha, muốn rời Atletico Madrid sau Euro 2024 và dọa bỏ đội tuyển. Trong cuộc phỏng vấn với kênh El Partidario hôm 12 tháng 7, Casillas nhắn nhủ đàn em, Morata giờ là đội trưởng tuyển Tây Ban Nha và không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu ấy phải vượt qua mọi áp lực.